Chào các bạn, rất vui được đón tiếp mọi người đến với kênh của Súng nha. Hôm nay, Súng mời mọi người chúng ta cùng tham khảo với món kem sử dụng trong mùa nắng nóng. Có lẽ nói đến kem thì không ai chúng ta mà không biết phải không mọi người? Kem là món khoái khẩu trong những ngày nắng nóng. Nhưng các bạn biết không? Các bạn cũng cần phải lưu ý một vài điều sau đây để ăn kem không ảnh hưởng tới sức khỏe, dạ dày và cổ họng nhé. Chúng ta không thể phủ nhận rằng kem là thứ giải khát và là món ăn có tác dụng xả stress. Vì vị lạnh của loại thực phẩm này có khả năng kích thích dây thần kinh, cảm xúc khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ, sảng khoái hơn. Tuy nhiên, có một sự thật không thể phủ nhận được, kem hoàn toàn không phải là thứ cứu cánh hữu hiệu trong thời tiết nóng nắng. Lý do vì sao các bạn biết không? Chúng ta cùng theo dõi tiếp nha. Cũng như việc bạn uống nước lạnh vào mùa hè, phần nước đá lạnh chứa trong kem không phải là thứ nước để giải khát, vì ngoài sữa, kem chứa khá nhiều đường, các chất béo và phẩm màu khác nhau, nên thay vì giúp cơ thể hạ nhiệt, chúng còn làm tăng thân nhiệt. Điều này cũng khá liên quan đến việc khi đồ ngọt như kem, bạn thường bị khát nước ngay sau đó. Chúng ta phải biết rằng khi ăn những loại thực phẩm ngọt, đường sẽ nhanh chóng được hấp thụ vào máu, làm nồng độ đường trong máu tăng lên. Máu trở nên đậm đặc hơn, vì vậy đại não sẽ phát ra tín hiệu kích hoạt cảm giác khác, thông báo rằng bạn cần phải uống nước để đưa máu về trạng thái bình thường. Mặc dù kem là một món ngọt nhưng lại chứa rất nhiều muối, bởi muối sẽ làm hỗn hợp các thành phần kem kết đông lại mà không khiến kem cứng như đá. Tương tự như đường, khi muối hấp thụ vào máu, máu của bạn sẽ đặc hơn. Như vậy, phản ứng lại và gửi thông điệp đến não bảo rằng bạn cần phải uống nước. Do đó, muốn khắc phục tình trạng này, bạn nên chuẩn bị sẵn nước uống bên mình khi muốn ăn món kem mát lạnh, ngon lành trong những ngày hè oi ả. Thêm vào đó, các bạn biết là gì không? Khi mà mình ăn kem trong những ngày nắng nóng, sẽ khiến cơ thể của chúng ta dễ dàng bị lạnh đột ngột. Nghe thì có vẻ lạ lẫm, nhưng thực tế, đang lúc nắng nóng mà bạn ăn kem lạnh sẽ khiến dễ bị viêm họng, đau họng và có thể bị cảm lạnh giữa mùa hè. Mọi người biết không? Có một sự bất tiện nữa là khi chúng ta ăn kem lạnh quá nhanh, chúng sẽ khiến đầu chúng ta bị tê buốt, thậm chí là đau đầu dữ dội. Điều này là do sự giãn nở đột ngột của các mạch máu trong đầu gây ra khi phản ứng lại với cảm giác cực lạnh từ trung tâm thần kinh báo hiệu tới trong lúc chúng ta đang ăn kem lạnh đó. Điều này còn gây ra những điều phiền toái cho hàm răng của bạn, đặc biệt là bạn ăn đồ nóng ngay sau đó. Tuy nhiên, các bạn có biết là điều gì thú vị không? Đó chính là chúng ta không thể phủ nhận được sự giàu năng lượng với hàm lượng vitamin và khoáng chất khá cao từ những loại kem mà được làm từ các nguyên liệu sạch sẽ, tự nhiên. Nhưng chính điều này cũng là nỗi ám ảnh đối với phái nặng đang trong quá trình giảm cân, bởi nghiện ăn kem sẽ khiến bạn tăng cân lúc nào không hay. Để mùa hè thật năng động, sảng khoái, hãy bỏ túi những điều lưu ý trên để kem không còn là điều đáng sợ của ngày hè nóng bức nhé. Quá là tuyệt vời đúng không mọi người? Mình chỉ thấy đơn giản là cây kem khi mà trời nắng nóng mình ăn được một cây kem, mình cảm thấy nó sảng khoái, nó đã làm sao đâu đó. Nhưng mà mình đâu có ngờ được
Những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi ăn kem trong mùa nắng nóng. Cũng là một chút chia sẻ cho mọi người hiểu thêm về ăn kem trong mùa hè oi bức. Cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và luôn ủng hộ kênh của Súng. Kính chúc mọi người sức khỏe và bình an. Và cũng như mong rằng chúng ta sẽ hiểu biết hơn về những cái bài viết của Súng chia sẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và các bạn nào mới đến với Súng lần đầu, xin hãy đăng ký kênh để theo dõi những video sau của Súng nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye!